Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, lời nói đầu tiên thì cho em Toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã và đang xem video ở em Toàn. Chúc mọi người có một sức khỏe thật là tốt. Và mọi người chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Đấy, hôm nay em Toàn có một em bình bách hoa, họa tiết vẽ tay nổi khối, vẽ full bình luôn các bác ạ. Thôi em xin phép là em cứ đo kích thước đã, em báo kích thước các bác đã xong em sẽ quay họa tiết sau. Đấy, đây nha mọi người nhá. Chiều cao của nó là 28 mọi người ạ. Mọi người nhìn giúp em nhá, như này là chiều cao 28 này. Đấy, chiều cao 28. Chiều cao 28 miệng. Miệng nó vào như này, miệng 12 mọi người nhá. Miệng 12. Em xin phép là em đo vào bụng. Vòng bụng của nó 96 nhá mọi người nhá. Vòng bụng 96. Đấy, một em bình rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ kín bình luôn, vẽ vàng rất là nhiều các bác ạ. Đây em quay cho các bác xem này. Các bác đẩy đây là vẽ hoa mẫu đơn này. Vẽ vàng rất là nhiều luôn. Đây, toàn bộ cái bông hoa này này, vẽ điểm những cái điểm kẻ này là toàn bộ vẽ vàng này. Như cái chỗ này cũng là vẽ vàng này mọi người này. Trên cái miệng bình này là như chỗ này là vẽ hoa là vẽ vàng kín luôn mọi người nhá. Đấy, còn đây các bác xem này, đẹp chưa, một cái bông hoa nó to bằng bàn tay luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, em xin phép em quay họa tiết cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn thấy cái bông hoa to này chưa, ở những cái chỗ này là nó vẽ nổi khối lên nhất, sờ nó gọn tay hết lên nhá mọi người nhá. Em bình là bình của Cutani nhá mọi người. Đây em cho các bác xem cái chuyện này. Đấy, chữ ký Cutani nhá mọi người nhá. Chuẩn đét, hàng này làm men cứng nhá mọi người nhá, không phải là men dạn nhá mọi người. Đây em cho các bác xem ở bên trong này, sạch tưng luôn. Đấy, người ta sử dụng, người ta gìn giữ rất là sạch sẽ luôn, rất là ok. Đây miệng này các bác. Đấy, các bác nhìn như là nhìn thấy miệng đúng không? Miệng cũng vẽ vàng nhá. Đấy, em bình này rất là đặc biệt, cái kiểu dáng nó rất là đặc biệt đấy mọi người ạ. Cái họa tiết đã đẹp rồi lại kiểu dáng nó lại rất là độc lạ luôn. Kiểu dáng bình nó không giống như những cái bình khác, rất là đẹp luôn. Đây các bác xem này, họa tiết những cái chỗ chấm này là toàn bộ vẽ vàng này. Những cái chỗ này vẽ nổi khối lên nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem này. Đấy, vẽ nổi khối lên. Đây xem ở dưới này mọi người. Đấy, những cái chỗ này là vẽ vàng này. Cũng vẽ vàng kín luôn. À, mọi người xem ở trên video này thì là nhìn nó ánh sáng và nó hơi tối màu, nhưng mà ở ngoài nó màu vàng đẹp lắm các bạn. Vẽ xung quanh luôn nhé các bác nhé. Ở dưới này cũng vẽ vàng này. Đây này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây, để em để đây em quay cho các bác xem. Em sẽ quay chậm cho các bác xem. Các bác nào xem cái video này mà ưng ý chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn để chốt bình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ ship về tận nhà cho các bác. Em Toàn sẽ bao bể vỡ. Đây các bác xem này, cái chỗ này là vẽ hoa này, bên ở giữa nó vẽ vàng này. Các bác thấy đẹp chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Bụng cái này, bình này cũng to nữa các bác. Bụng nó lên đến 96, bụng là khá là to đấy. Gần 100 rồi. Đây, đây các bác xem cái em kết nhất cái bông hoa này này. Đấy, bông hoa đẹp chưa các bác? Các bác xem cái màu nó quá là tuyệt vời luôn. Như 3D luôn. Rồi em xin phép là em quay một lượt nữa. Xong em xin phép kết thúc video. Nếu mà quý anh chị cô bác nào mà ưng mẫu sản phẩm nào về gốm sứ của Nhật thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ ship về tận nhà cho các bác. Em Toàn báo giá bên này là giá là ship về tận nhà các bác rồi. Các bác không phải trả thêm một chi phí gì nữa cả.
Ôi. Em toàn xin phép kết thúc video ở đây đây mọi người ơi. Một lần nữa thì em toàn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý anh chị và cô bác đã xem video của em Toàn. Em Toàn xin chào tất cả mọi người.